Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019. Đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Người Việt Thủ Đô và phần 2 là tiếng nói cử tri và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Người Việt Thủ Đô, giới thiệu đến quý vị nhà văn Uyên Thao do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Trong chương trình Người Việt Thủ Đô hôm nay, Minh Thúy mời quý vị theo dõi tiếp buổi gặp mặt nhà văn Uyên Thao, tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử, về giải pháp Bảo Đại và giáo phái. Thành ra những cái mà chuyện của ông Bảo Đại là một cái sự mà tôi nghĩ đấy là một cái cơ hội tốt để mình giành độc lập cho đất nước mình vào cái thời gian đó. Thì mình bị hai cái. Cái thứ nhất là tự nhiên để có một nhóm người muốn lợi dụng cái cuộc chiến đó, thay vì mình có thể giành độc lập, mình giành lại để mình lo xây dựng cuộc sống của đất nước, thì lại chạy đi theo một cái con đường nào đó, nó lạc đi. Và tôi nhớ cái hồi đó, con nít bọn tôi đó, có những cái mình thấy nó kỳ lạ lắm. Đi khắp các cái vùng quê miền Bắc đó, mọi người thì thầm với nhau nói là đất nước mình bây giờ tốt lắm, may lắm rồi. Mình sắp sửa có tam vô rồi. Tam vô tức là không có gia đình, là ba cái không. Không có gia đình, không có tổ quốc, không có tôn giáo. Mình không có bị chi phối bởi cái gì cả. Không có giai cấp gì nữa. Giai cấp nào cũng thế thôi. Đồng hết, tất cả là một hết. Toàn bộ thế giới là một. Cái lúc đó là cái lúc cái cơ hội là Pháp bị Nhật nó đuổi đi rồi. Mà Nhật thì thua đồng minh rồi. Thì đất nước mình đâu còn phải đấu tranh nữa. Mình đã giành được chủ quyền một cách rõ ràng rồi. Mình chả thấy có cái gì để mà sợ hãi hết á. Rồi cái mục tiêu đấu tranh thì không phải là đấu tranh nữa, mà mục tiêu là giành quyền lực thôi. Làm sao mình giành được cái quyền cho mình. Rồi đảng này, đảng nọ tìm cách giết nhau. Từ cái thủa mà ông Hồ Chí Minh vào khoảng năm trước năm 30 này trước thì đã có những cái chuyện mà gọi là sau khi mà ông ấy nắm được một số người mà đi theo cụ Phan Bội Châu đó. Rồi ông ấy trở thành một cái gọi là cái cộng sản đoàn đầu tiên ở bên Trung Hoa đó. Thì đã có những cái chuyện mà nghĩa là lăng mạ những cái người mà không có theo họ. Và có những cái chuyện mà thủ tiêu bắn giết nhau. Thì cái người mà tôi nghĩ là cái vụ tiêu biểu nhất mà sau này tôi đọc mấy những ở trên cái những cái báo mà xuất bản từ cái khoảng năm 28 mà lúc mình chưa ra có mặt trên đời, nói về cái tên Lý Thụy mà báo cho Pháp bắt cụ Phan Bội Châu. Thì đấy, ngay từ những lúc đó là như vậy. Thì cái chuyện mà triệt hạ nhau thì coi như là cái đám mà cộng sản quốc tế mà đệ tam quốc tế lúc đó mà ông Hồ là cán bộ của cái đám đó thì đã có những cái đó rồi. Thì khi mà phía đó mà có những cái vụ đó thì cái phía những cái người mà bị triệt hạ đó cũng đâu có chịu. Nó diệt mình thì mình cũng diệt nó. Thành ra cuối cùng là đi đến cái chỗ đi tìm để đâm chém nhau thôi. Vấn đề giáo phái thì tôi nghĩ vào khoảng đầu thập niên 40 khi mà Nhật, quân Nhật nó tới Việt Nam á. Thì Nhật nó cũng không chịu cái bọn Pháp, dù bọn Pháp thì nhượng bộ cho nó đem quân vào Đông Dương. Thì khi mà Nhật nó đưa quân vô thì nó lợi dụng cái tình trạng mà các giáo phái mà cũng có những cái tinh thần mà chống Pháp từ lâu rồi. Nó võ trang cho các cái đám giáo phái đó để chống Pháp. Giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, tức là hai cái giáo phái đó được Nhật võ trang và lập quân đội để chống Pháp. Rồi một cái đám mà gọi cái đám người ta gọi là đám anh chị đó là đám Bình Xuyên đi mà bênh những cái người nghèo, chống lại những cái người mà thí dụ mà lợi dụng luật lệ như là những cái quan lại chứ ngày nọ đó. Thì đó, thì đấy là hồi đó Nhật nó lợi dụng ba cái đám đó. Rồi đến lúc ông Bảo Đại trao quyền cho Hồ Chí Minh thì các giáo phái đó mà thấy nhà vua mà trao quyền cho ai thì phải tuân theo cái người đó thôi. Thì bây giờ trong khi tự động kháng chiến thì bây giờ có những cán bộ
Nên là coi như là Việt Minh từ ngoài Bắc vô để mà sắp xếp tổ chức để đưa mình vào hàng ngũ nào đó thì các tôn giáo đó thuận theo để mà xếp hàng đứng ở dưới cái sự chỉ huy của Việt Minh thôi. Thì nó lại có một cái sự việc xảy ra là cái chuyện mà nó vẫn tiếp tục là những cái ông gọi là Việt Minh thì không phải là Việt Minh. Bởi vì cái mà mặt trận Việt Minh là cái của ông Hồ Học Lãm là cái chuyện khác. Đây là chỉ là cái chuyện mượn danh thôi. Còn những cái người mà thực sự mượn danh Hồ Chí Minh về Việt Nam ấy, thì lại là những cái đảng Cộng sản. Thì lúc đó mới có cái chuyện là các đảng Cộng sản ở phía sau thì nó tìm cách nó diệt những cái thứ mà người của giáo phái để nó nắm lấy cái lực lượng giáo phái chứ. Thì cho nên có những cái chuyện mà giết người ở Cần Thơ đó. Cái giết hàng ngàn người ở Cần Thơ. Đàn bà con nít đi ra giống như là biểu tình là ủng hộ giáo phái thì nó có thể lùa ra sông nó bắn đại đi. Đến năm cỡ năm 46, 47 thì có những cái vụ mà nghe là giống như chôn sống cả là mấy ngàn người Cao Đài ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Vẫn có những cái thứ cán bộ vô. Thì đấy, có những người được điều động vô để họ chỉ huy, họ sắp xếp. Họ nhân danh là chính quyền kháng chiến, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Họ chỉ cần có cái tên đó thôi. Thì họ chỉ thị cho những người khác, rồi những người nắm những cái quyền chỉ huy. Chẳng hạn như những cái đám mà sau này mình có thể biết tên, chẳng hạn như ông Trần Văn Dầu, ông này ông nọ, là những cái thứ đó. Rồi những cái người như là ông tướng Nguyễn Bình chẳng hạn, vô. Nhưng mà cuối cùng á, vào khoảng năm 47, 48 á, là họ phải bỏ cái chuyện chống Pháp, họ quay trở lại, họ cộng tác với Pháp. Thì là chuyện nó là như vậy. Cả lúc mà ông Romero báo tin cho tôi là tôi sắp đi rồi đó, thì tôi báo tin cho bạn bè. Là coi như tôi chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Thì thằng Đào Vũ Anh Hùng ở Texas, nó mới liên lạc với tôi. Nó nói mấy cái thằng bạn phi công của nó là người Úc á, đã giúp nó về cái chuyện mà gọi cái chữa cái bệnh thằng xe. Nó không uống, bà già nó uống. Nó nói là nó quen mấy thằng phi công Úc ngày xưa cùng ở với nhau. Thì bây giờ lúc mà bà già nó bị bệnh viện từ chối thì mấy phi công Úc nói là ở đây cái đám thổ dân Úc nó vẫn dùng cái lá đu đủ nó chữa cái đó. Thành ra tụi nó mới gửi cho thằng Hùng cái lá đu đủ. Thì Hùng nó đưa cho bà già nó uống. Thì Hùng nó nói với tôi là bà già nó nói chỉ còn có mấy tháng nữa thôi mà bây giờ bà già sống cả chục năm rồi. Thành ra anh uống tiếp tục. Thì tôi lấy cái lá của Hùng để uống. Rồi thông báo cho ông Văn Quang với cái đám ở Sài Gòn là tìm cách lấy lá lũ lũ thôi, thế thôi. Thì tôi thì cái thằng Đào Vũ Anh Hùng thì nó cho tôi thì nó cứ nói lá lũ lũ là được rồi. Nhưng mà khi tôi liên lạc với ông Văn Quang á, tôi nói ông Văn Quang lo cho tôi á, thì ông Văn Quang nó nói là tao với Thụy Vũ đã dành ra mấy cái khoản vườn để trồng lá cây đu đủ đực, chỉ lấy lá thôi, không có trái, mà cái cây đu đủ đực mới tốt. Thì đấy là Văn Quang nó chọn, chỉ có cây đu đủ đực thôi. Thì đấy, nó khô rồi thì đấy cho mình uống, sang đây thì mình cứ cho vào trong nước rồi tôi nấu, như nấu nước trà, nước gối mà. Mà nó không trà, cái mùi vị nó cũng bình thường, không có gì đâu. Nói vào bước thì chắc là nhiều. Cái thuở mà tôi rời Hà Nội năm 53, nghĩ là cái mong ước đó nó có vẻ cây thơ, nó có vẻ hão huyền. Nhưng mà cuối cùng thì tôi đã, khi mà mọi người hỏi tôi về cái điều đó, tôi đã tóm lược nó lại còn bằng con câu thôi. Là làm sao mà mình có thể giúp được cho mọi người để lúc nào cũng có cái nụ cười thoải mái trên môi rồi, không có mong cái gì hơn. Kính thưa quý vị, mong ước của nhà văn Uyên Thao thật là đơn giản. Nụ cười đã có trên khuôn mặt của nhiều người qua những gì mà ông đã làm trong thời gian qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc ca nhạc gây quỹ 2019 công lý cho nạn nhân Formosa vào lúc 5:30 chiều ngày Chủ nhật 4 tháng 8 2019
tại nhà hàng Dynasty 1001 Story Road, San Jose, California, với sự góp mặt của MC Nam Lộc cùng danh ca Nguyễn Hồng Nhung. Mọi chi tiết xin liên lạc Phan Ngọc Hòa 408-768-0635, Trần Hiếu 408-655-5331.